Con này nó ông mua là được tháng chưa? Cái này nó không phải là dòng ấy, nó dòng thụ tinh. Tiếp bò man này, trông như bò man này. Đây con mẹ này của ông đúng không? Thế con bê trên này của ai? Ừ. Thế con tất của nhà ông nhờ. Yeah. 30 triệu bò ấy, về lại vỡ lợ. Con này bây giờ cứ bán được 15 phát là lên đường ấy nhỉ. À, con này này. Có 15 mua 15 phát thì... ông cái là ông cứ mua ông nuôi bỏ đấy đi, cứ nếu mà được giá là bán ấy. Thế con bê. Con bê ta của ai không? Con này bây giờ cứ làm với độ 17 phát là lên đường ấy ông nhỉ? Ờ, thế con bò mẹ này của ông ấy nhỉ? Không, không phải của ông. Thế con có con kêu đực kìa. Hôm nay không chăn à? Đùa thật đấy. Chắc em mua một con ghép về gì? Để sinh nuôi là hoảng. Thế khó. Thế thì quá ngon. Ê, lại bò lái này là đẹp này. Đấy. Quá chuẩn. Cái là cái đầu nó hơi xấu.